Theo quyết định của Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ở mùa giải năm nay, giải bóng đá nam hạng nhất quốc gia sẽ có các trọng tài nữ tham gia làm nhiệm vụ. Những nữ trợ lý trọng tài này gồm có Hà Thị Phượng, Trương Thị Lệ Trinh và Nguyễn Thị Hằng Nga. Đây đều là những trọng tài nữ được đánh giá cao nhất của bóng đá trong nước, được Liên đoàn bóng đá thế giới cấp chứng chỉ và từng tác nghiệp ở nhiều giải bóng đá nữ trẻ cấp châu lục. Việc đưa các nữ trọng tài lên tham gia ở giải hạng nhất nam sẽ là bước đệm hướng tới mục tiêu Việt Nam sẽ có nữ trọng tài được làm việc ở World Cup bóng đá nữ. Trong những năm qua, nền bóng đá thế giới đã được chứng kiến các trọng tài nữ xuất hiện ngày một nhiều hơn tại các giải đấu lớn. Đây cũng là kết quả từ nỗ lực bình đẳng giới của FIFA cùng các liên đoàn bóng đá thành viên.